Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những ngày cuối tuần tại các tỉnh miền Bắc tiếp tục duy trì tiết trời hanh khô, độ ẩm trong không khí hầu hết đều sẽ dưới mức 55%. Với kiểu thời tiết nắng nhiều và hanh khô như thế này, thì quý vị nên đề phòng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn có thể xảy ra ở các khu dân cư. Còn về nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khắp các tỉnh thành sẽ phổ biến trong khoảng từ 28 đến 31 độ. Tuy nhiên, về đêm và sáng sớm trời se lạnh, nền nhiệt sẽ giảm gần 10 độ so với ban ngày. Nắng cũng sẽ là hình thái thời tiết chủ đạo ở hầu hết các tỉnh Trung Bộ, trong đó ở các tỉnh Bắc miền Trung trời dịu mát với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 28 đến 31 độ. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, trời nóng hơn với nền nhiệt phổ biến là từ 29 đến 32 độ. Trong khi đó, ở các khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày cũng có nắng với nền nhiệt hầu hết đều dưới 33 độ. Tuy nhiên, về chiều tối, tình trạng mưa dông vẫn có khả năng tiếp diễn tại các khu vực này. Mưa sau một ngày nắng mạnh dễ đi kèm với các hiện tượng như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên quý vị cần hết sức lưu ý. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 80%. Khu vực trung du và vùng núi không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 31 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Khu vực thành phố Vinh không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 75%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió bắc đến đông bắc cấp 3, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm từ 75 đến 80%. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH Trumil và Bắc Á Banh đã đồng hành cùng chương trình. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo.